Bảy La Mã. Dâm dục. Bấy giờ có Bà La Môn và Nusuni đi đến Thế Tôn. Sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, ngồi xuống một bên, Bà La Môn và Nusuni bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, Tôn giả có tự xem mình là sống phạm hạnh không? Này Bà La Môn, ai nói một cách chân chánh phải nói như sau: Vị ấy sống phạm hạnh, không có bể dụng, không có khuyết phạm, không có nhiễm ô, không bị điểm chấm, viên mãn, thanh tịnh. Này Bà La Môn, nếu nói về ta một cách chân chánh, thời phải nói như vậy: Ta sống phạm hạnh, không có bể dụng, không có khuyết phạm, không có nhiễm ô, không bị điểm chấm, viên mãn, thanh tịnh. Thưa Tôn giả Gotama, phạm hạnh như thế nào? Thưa Tôn giả Gotama, là bị bể dụng, bị khuyết phạm, bị nhiễm ô, bị điểm chấm. Ở đây, này Bà La Môn, có Sa Môn hay Bà La Môn tự xem mình sống phạm hạnh một cách chân chánh? Tuy không có hành dâm với nữ nhân, nhưng hưởng thụ được nữ nhân thoa, bóp, tắm, sức dầu. Vị ấy thích thú, ước muốn, bị kích thích bởi nữ nhân. Này Bà La Môn, đây gọi là phạm hạnh bị bể dụng, bị khuyết phạm, bị nhiễm ô, bị điểm chấm. Này Bà La Môn, đây gọi là hành phạm hạnh không thanh tịnh, bị liên hệ, bị hệ lụy với dâm dục, không giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng không thoát khỏi khổ. Lại nữa, này Bà La Môn, ở đây có Sa Môn hay Bà La Môn tự xem mình sống phạm hạnh một cách chân chánh? Tuy không có hành dâm với nữ nhân, không có hưởng thụ được nữ nhân thoa, bóp, tắm, sức dầu, nhưng cười giỡn, chơi đùa, vui chơi với nữ nhân. Tuy không cười giỡn, chơi đùa, vui chơi với nữ nhân, nhưng lấy mắt nhìn mắt, trừng mắt nhìn theo nữ nhân. Tuy không lấy mắt nhìn mắt, trừng mắt nhìn theo nữ nhân, nhưng nghe tiếng của nữ nhân, tiếng cười, tiếng nói, tiếng hát, tiếng khóc ngang qua vách, ngang qua hàng rào. Tuy không nghe tiếng của nữ nhân, tiếng cười, tiếng nói, tiếng hát, tiếng khóc ngang qua vách, ngang qua hàng rào, nhưng nhớ đến tiếng cười, tiếng nói, tiếng đùa giỡn trước kia đã có với nữ nhân. Tuy không nhớ đến tiếng cười, tiếng nói, tiếng đùa giỡn trước kia đã có với nữ nhân, nhưng xem gia chủ hay con gia chủ thọ hưởng, thưởng thức thích thú trong năm dục công đức. Tuy không xem gia chủ hay con gia chủ thọ hưởng, thưởng thức, thích thú trong năm dục công đức, nhưng sống phạm hạnh với tâm nguyện hướng đến một thân chư thiên, nguyện rằng: Với giới này, hay với giới cấm này, hay với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này, ta sẽ thành một thiên nhân này hay một thiên nhân khác. Vì ấy thích thú, ước muốn, bị kích thích bởi nữ nhân. Này Bà La Môn, đấy gọi là phạm hạnh bị bể dụng, bị khuyết phạm, bị nhiễm ô, bị điểm chấm. Này Bà La Môn, đấy gọi là hành phạm hạnh không thanh tịnh, bị liên hệ, bị hệ lụy với dâm dục, không giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng không giải thoát khỏi khổ. Cho đến khi nào, này Bà La Môn, ta còn tiếp tục thấy một hay một trong bảy hệ lụy đến dâm dục này chưa được đoạn tận ở nơi ta, cho đến khi ấy, này Bà La Môn, ta không có xác chứng rằng ta đã chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác trong thế giới chư thiên, giới ma giới, phạm thiên giới, trong quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người. Và cho đến khi nào, này Bà La Môn, ta tiếp tục không còn thấy một hay một trong bảy hệ lụy đến dâm dục này đã được đoạn tận ở nơi ta, cho đến khi ấy, này Bà La Môn, ta mới xác chứng rằng
ta đã chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác trong thế giới chư thiên, giới ma giới, phạm thiên giới, trong quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Tri và kiến được khởi lên nơi ta. Bất động là tâm giải thoát của ta. Đây là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Được nói vậy, Bà La Môn Ranusuni bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Tám La Mã hệ lụy. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết cho các thầy pháp môn về hệ lụy và ly hệ lụy, hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là pháp môn về hệ lụy và ly hệ lụy? Một nữ nhân, này các tỷ kheo, tác ý nội nữ căn, nữ hành, nữ y phục, nữ loại, nữ dục, nữ thanh, nữ trang sức. Thời nữ nhân ấy tham đắm trong ấy, thích thú tại đấy. Do tham đắm trong ấy, thích thú tại đấy, nên tác ý đến nam căn ở ngoài, nam hành, nam y phục, nam loại, nam dục, nam thanh, nam trang sức mà nữ nhân ấy tham đắm trong ấy, thích thú tại đấy. Do tham đắm trong ấy, thích thú tại đấy, nên nữ nhân ấy ước muốn có sự hệ lụy ở ngoài. Do duyên với hệ lụy ấy khởi lên lạc, hỷ, nên nữ nhân ấy ước muốn lạc hỷ ấy. Này các tỷ kheo, do thích thú trong nữ tánh của mình, các loài hữu tình đi đến hệ lụy với những người đàn ông. Như vậy, này các tỷ kheo, nữ nhân không có thoát được nữ tánh của mình. Một nam nhân, này các tỷ kheo, tác ý nội nam căn, nam hành, nam y phục, nam loại, nam dục, nam thanh, nam trang sức. Thời nam nhân ấy tham đắm trong ấy, thích thú tại đấy. Do tham đắm trong ấy, thích thú tại đấy, nên tác ý đến nữ căn ở ngoài, nữ hành, nữ y phục, nữ loại, nữ dục, nữ thanh, nữ trang sức mà nam nhân ấy tham đắm trong ấy, thích thú tại đấy. Do tham đắm trong ấy, thích thú tại đấy, nên nam nhân ấy ước muốn có sự hệ lụy ở ngoài. Do duyên với hệ lụy ấy khởi lên lạc hỷ, nên nam nhân ấy ước muốn lạc hỷ ấy. Này các tỷ kheo, do thích thú trong nam tánh của mình, các loài hữu tình đi đến hệ lụy với những người đàn bà. Như vậy, này các tỷ kheo, nam nhân không thoát khỏi nam tánh của mình. Như vậy, này các tỷ kheo, là hệ lụy. Và này các tỷ kheo, như thế nào là không hệ lụy? Một nữ nhân, này các tỷ kheo, không tác ý nội nữ căn, nữ hành, nữ y phục, nữ loại, nữ dục, nữ thanh, nữ trang sức. Thời nữ nhân ấy không tham đắm trong ấy, không thích thú tại đấy. Do không tham đắm trong ấy, không thích thú tại đấy, nên không tác ý đến nam căn ở ngoài, nam hành, nam y phục, nam loại, nam dục, nam thanh, nam trang sức mà nữ nhân ấy không tham đắm trong ấy, không thích thú tại đấy. Do không tham đắm trong ấy, không thích thú tại đấy, nữ nhân ấy không ước muốn có sự hệ lụy ở ngoài. Do duyên với hệ lụy ấy khởi lên lạc hỷ, nữ nhân ấy không ước muốn lạc hỷ ấy. Này các tỷ kheo, do không thích thú trong nữ tánh của mình, các loài hữu tình không đi đến hệ lụy với những người đàn ông. Như vậy, này các tỷ kheo, nữ nhân thoát được nữ tánh của mình. Một nam nhân, này các tỷ kheo, không tác ý đến nội nam căn, nam hành, nam y phục, nam loại, nam dục, nam thanh, nam trang sức. Thời nam nhân ấy không tham đắm trong ấy, không thích thú tại đấy. Do không tham đắm trong ấy, không thích thú tại đấy, nên không tác ý đến nữ căn ở ngoài, nữ hành, nữ y phục,
nữ loại, nữ dục, nữ thanh, nữ trang sức mà nam nhân ấy không tham đắm trong ấy, không thích thú tại đấy. Do không tham đắm trong ấy, không thích thú tại đấy, nên nam nhân ấy không ước muốn có sự hệ lụy ở ngoài. Do duyên với hệ lụy ấy khởi lên lạc hỷ, nên nam nhân ấy không ước muốn lạc hỷ ấy. Này các tỷ kheo, do không thích thú trong nam tánh của mình, các loài hữu tình không đi đến hệ lụy với những nữ nhân. Như vậy, này các tỷ kheo, nam nhân thoát được nam tánh của mình. Như vậy, này các tỷ kheo, là không hệ lụy. Này các tỷ kheo, đây là pháp môn hệ lụy và ly hệ lụy. Chín La Mã. Bố thí. Một thời, Thế Tôn ở Kambat, trên bờ hồ Gagara. Bấy giờ có nhiều cư sĩ ở Kambat đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Sariputta, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các nam cư sĩ ấy thưa với tôn giả Sariputta: Thưa tôn giả, đã lâu lắm chúng con không được nghe pháp thoại từ miệng Thế Tôn. Lành thay thưa tôn giả, nếu nay chúng con được nghe pháp thoại từ miệng Thế Tôn. Vậy này chư hiền, hãy đến trong ngày lễ trai giới Ubosatha, các thầy sẽ được nghe pháp thoại từ miệng Thế Tôn. Thưa dân, thưa tôn giả. Các nam cư sĩ ở Kamba ý dâng đáp tôn giả Sariputta, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ tôn giả Sariputta, thân bên hữu hướng về tôn giả rồi ra đi. Rồi các nam cư sĩ ở Kamba đến ngày lễ trai giới đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Sariputta rồi đứng một bên. Rồi tôn giả Sariputta cùng với các nam cư sĩ ở Kamba đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: Có thể bạch Thế Tôn, ở đây có hạng người bố thí như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Nhưng bạch Thế Tôn, có thể ở đây có hạng người bố thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn. Này Sariputta, có thể ở đây có hạng người bố thí như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Có thể này Sariputta, ở đây có hạng người bố thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng người bố thí như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng người bố thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn. Ở đây, này Sariputta, có người bố thí với tâm mong cầu, bố thí với tâm trói buộc về kết quả, bố thí với tâm mong cầu được chất chứa, bố thí với ý nghĩ, tôi sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau. Vị ấy bố thí như vậy cho các sa môn, bà la môn, bố thí đồ ăn, đồ uống, giải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương thơm, hương liệu, giường nằm, những trú xứ, đèn đuốc. Thầy nghĩ thế nào, này Sariputta, ở đây có thể có hạng người bố thí như vậy không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Ở đây, này Sariputta, có hạng người bố thí với tâm mong cầu, bố thí với tâm trói buộc, bố thí với tâm mong cầu được chất chứa, bố thí với ý nghĩ, ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau. Vị ấy bố thí như vậy, khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở bốn thiên dương. Và vị ấy khi nghiệp được đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng ấy, uy quyền ấy được đoạn tận, vị ấy trở thành vị trở lui lại, trở lui trạng thái này. Ở đây, này Sariputta, có người bố thí với tâm không mong cầu, bố thí với tâm không trói buộc,
bố thí với tâm không mong cầu chất chứa, bố thí không với ý nghĩ ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau, nhưng bố thí với ý nghĩ lành thay sự bố thí. Bố thí không với ý nghĩ lành thay sự bố thí, nhưng bố thí với ý nghĩ cái này đã được cho trong quá khứ, đã được tổ tiên làm trong quá khứ, ta không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên. Hay là người bố thí không với ý nghĩ cái này đã được cho trong quá khứ, đã được tổ tiên làm trong quá khứ, ta không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên. Nhưng bố thí với ý nghĩ ta nấu ăn, các người này không nấu ăn, ta không nên là người nấu ăn, lại không bố thí cho người không nấu ăn. Bố thí không với ý nghĩ ta nấu ăn, các người này không nấu ăn, ta không nên là người nấu ăn, lại không bố thí cho người nấu ăn. Nhưng bố thí với ý nghĩ như các vị ẩn sĩ thời xưa có những tế đàn lớn như Ataka, Vamaka, Vamadeva, Vesamita, Yamatagi, Anjishasa, Bharavaja, Vasetha, Kasapa, Bagu. Cũng vậy, ta sẽ là người san sẻ các vật bố thí. Vị ấy bố thí không với ý nghĩ như các vị ẩn sĩ thời xưa có những tế đàn lớn như Ataka, Vamaka, Vamadeva, Vasamita, Yamatagi, Anjirasa, Bharavaja, Vasetha, Kasapa, Bagu. Cũng vậy, ta sẽ là người san sẻ các vật bố thí này. Nhưng bố thí với ý nghĩ, do ta bố thí vật bố thí này, tâm được tịnh tính, hỷ duyệt khởi lên. Vị ấy bố thí không với ý nghĩ, do ta bố thí vật bố thí này, tâm được tịnh tính, hỷ duyệt khởi lên. Nhưng vị ấy bố thí với ý nghĩ, để trang nghiêm tâm, để trang bị tâm. Và đối với Sa Môn hay Bà La Môn, vị ấy bố thí đồ ăn, đồ uống, giải mặt, xe cộ, dòng hoa, hương thơm, hương liệu, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Thầy nghĩ thế nào? Này Sariputta, ở đây có hạng người có thể bố thí như vậy không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này Sariputta, ở đây ai bố thí không với tâm mong cầu, bố thí không với tâm trói buộc, bố thí không với mong cầu được chất chứa, bố thí không với ý nghĩ ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau, bố thí không với ý nghĩ lành thay sự bố thí, bố thí không với ý nghĩ cái này đã được cho trong đời quá khứ, đã được tổ tiên ta làm trong quá khứ, ta không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên. Bố thí không với ý nghĩ ta nấu ăn, các người này không nấu ăn, ta không là người nấu ăn, lại không bố thí cho người không nấu ăn. Bố thí không với ý nghĩ như các vị ẩn sĩ thời xưa có những tế đàn lớn như Ataka, Vamaka, Vamadeva, Vesamita, Yamatagi, Angisara, Angirasa, Bharavaja, Vasetha, Kasapa, Bagu. Cũng vậy, ta sẽ là người san sẻ các vật bố thí. Bố thí không với ý nghĩ, do ta bố thí vật bố thí này, tâm được tịnh tính, hỷ duyệt khởi lên. Nhưng vị ấy bố thí để trang nghiêm tâm, để trang bị tâm. Do vị ấy bố thí như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở phạm chúng thiên. Và khi vị ấy nghiệp được đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng ấy, uy quyền ấy được đoạn tận, vị ấy trở thành vị bất lai, không trở lui trạng thái này. Này Sariputta, đây là nhân, đây là duyên, khiến cho ở đây một hạng người bố thí như vậy không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Này Sariputta, nhưng đây cũng là nhân, là duyên, khiến cho ở đây có hạng người bố thí như vậy được quả lớn, được lợi ích lớn. 10 La Mã. Mẹ của Nanda. Như vậy tôi nghe,
một thời tôn giả Sariputta và tôn giả Mahamoggallana đang du hành ở Dakinagiri cùng với đại chúng tỷ kheo. Lúc bấy giờ, nữ cư sĩ Velukantaki, mẹ của Nanda, thức dậy trước khi mặt trời mọc và đọc lớn tiếng bài Parayana, con đường đưa đến bờ bên kia. Lúc bấy giờ, đại vương Vesavana, tỳ sa môn, đang đi từ phương Bắc đến phương Nam vì một vài công việc. Đại vương Vesavana nghe nữ cư sĩ Velukantaki, mẹ của Nanda, đọc lớn tiếng bài Parayana, liền đứng lại, chờ đợi cho bài được đọc xong. Và nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, sau khi lớn tiếng đọc xong bài Parayana, liền im lặng. Rồi đại vương Vesavana biết được nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, đã đọc xong bài kệ, liền hết sức hoan hỷ và nói: Lành thay này chị, lành thay này chị. Ngài là ai? Hỡi vị có bộ mặt hiền. Này chị, ta là anh của chị, đại vương Vesavana. Lành thay, hỡi vị có bộ mặt hiền. Hãy lấy pháp môn được tôi nói đến hôm qua làm quà tặng đón khách cho ngài. Lành thay này chị. Phải, pháp môn này hãy là quà tặng đón khách của tôi. Ngày mai chúng tỷ kheo với Sariputta và Moggallana là các vị cầm đầu sẽ đến Velukantaka, nhưng chưa ăn sáng. Sau khi chị mời chúng tỷ kheo dùng xong, hãy tuyên bố chính ta đã cúng dường. Rồi nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, sau khi đêm ấy đã mãn, liền cho sửa soạn tại nhà ở của mình các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Rồi chúng tăng với Sariputta và Moggallana là vị cầm đầu đi đến Velukantaka nhưng chưa ăn sáng. Rồi nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, bảo một người đi nói rằng: Này bạn, hãy đi đến khu vườn và báo thời giờ với chúng tỷ kheo. Đã đến giờ, thưa các tôn giả, tại nhà của mẹ Nanda các món ăn đã được sửa soạn. Thưa dân, thưa nữ cư sĩ. Người ấy dâng đáp nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, đi đến khu vườn và báo thời giờ cho chúng tỷ kheo. Đã đến giờ, thưa các tôn giả, tại nhà của mẹ Nanda các món ăn đã được sửa soạn. Rồi chúng tỷ kheo với Sariputta và Mahamoggallana là vị cầm đầu vào buổi sáng đắp y, cầm bát, đi đến túi xứ của nữ cư sĩ, mẹ của Nanda. Sau khi đến, ngồi xuống trên các chỗ đã soạn sẵn. Rồi nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, mời chúng tỷ kheo với Sariputta và Moggallana là vị cầm đầu với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, và làm chúng tỷ kheo được thỏa mãn. Rồi nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, thấy tôn giả Sariputta ăn đã xong, tay đã rút lui khỏi bình bát, liền ngồi xuống một bên. Tôn giả Sariputta nói với nữ cư sĩ, mẹ của Nanda đang ngồi một bên: Này mẹ của Nanda, ai bảo cho bà biết chúng tỷ kheo sẽ đi tới nhà? Ở đây thưa tôn giả, con thức dậy trước khi trời sáng, đọc lớn tiếng bài kệ Parayana, rồi im lặng. Rồi thưa tôn giả, đại vương Vesavana sau khi biết được con đã đọc xong, liền hết sức hoan hỷ và nói: Lành thay này chị, lành thay này chị. Ngài là ai? Hỡi chị có bộ mặt hiền. Này chị, ta là anh của chị, đại vương Vesavana. Lành thay, hỡi chị có bộ mặt hiền. Hãy lấy pháp môn được tôi nói đến hôm qua làm quà tặng đón khách cho ngài. Lành thay này chị. Phải, pháp môn này hãy là quà tặng đón khách của tôi. Ngày mai chúng tỷ kheo với Sariputta và Moggallana là các vị cầm đầu sẽ đến Velukantaka nhưng chưa ăn sáng. Sau khi chị mời chúng tỷ kheo dùng xong, hãy tuyên bố chính ta đã cúng dường.
Thưa tôn giả, mong rằng mọi công đức của buổi cúng dường này sẽ đem lại an lạc cho đại vương Vesavana. Thật vi diệu thay mẹ của Nanda, thật hy hữu thay mẹ của Nanda, bà có thể nói chuyện mặt tận mặt với một thiên tử có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy. Thưa tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, sự hy hữu như vậy đối với con còn có một sự kiện vi diệu hy hữu khác. Ở đây, thưa tôn giả, Nanda, đứa con độc nhất của con, khả ái, khả ý, vì một lý do gì đó, bị các vua dùng sức mạnh bắt giữ và đoạn mạng sống. Thưa tôn giả, trong khi đứa trẻ bị bắt giữ hay đang bị bắt giữ, khi bị trói hay đang bị trói, khi bị giết hay đang bị giết, con rõ biết tâm của con không có đổi khác. Thật vi diệu thay mẹ của Nanda, thật hy hữu thay mẹ của Nanda, bà đã có thể làm cho tâm khởi thanh tịnh như vậy. Thưa tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, sự hy hữu như vậy đối với con còn có một sự kiện vi diệu hy hữu khác. Ở đây, thưa tôn giả, người chồng của con khi mạng chung sanh vào sanh loại Dạ Xoa, và vị ấy hiện lên trước mặt con với một tự ngã như lúc trước. Nhưng thưa tôn giả, con rõ biết không vì nhân duyên ấy tâm của con đổi khác. Thật vi diệu thay mẹ của Nanda, thật hy hữu thay mẹ của Nanda, người đã có thể làm cho tâm khởi thanh tịnh như vậy. Thưa tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, sự hy hữu như vậy đối với con còn có một sự kiện vi diệu hy hữu khác. Thưa tôn giả, khi còn là thiếu nữ được đưa đến cho chồng con rõ biết con không có một tâm vi phạm đối với chồng con, huống nữa là về thân. Thật vi diệu thay mẹ của Nanda, thật hy hữu thay mẹ của Nanda, bà đã có thể làm cho tâm khởi thanh tịnh như vậy. Thưa tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, sự hy hữu như vậy đối với con còn có một sự kiện vi diệu hy hữu khác. Thưa tôn giả, khi con tự chấp nhận là một nữ cư sĩ, con rõ biết con chưa từng vi phạm một học pháp nào. Thật vi diệu thay mẹ của Nanda, thật hy hữu thay mẹ của Nanda. Thưa tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, sự hy hữu như vậy đối với con còn có một sự kiện vi diệu hy hữu khác. Ở đây, thưa tôn giả, nếu con muốn, con có thể ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, không tầm không tứ, làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, còn chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, ly hỷ, còn trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, còn chứng đạt và an trú thiền thứ ba, đoạn lạc và đoạn khổ, chấm dứt các hỷ ưu đã cảm thọ trước, con chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Thật vi diệu thay mẹ của Nanda, thật hy hữu thay mẹ của Nanda. Thưa tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, sự hy hữu như vậy đối với con còn có một sự kiện vi diệu hy hữu khác. Năm hạ phần kiết sử được Thế Tôn thuyết giảng, con thấy rõ không còn pháp nào ở nơi con chưa được đoạn tận. Thật vi diệu thay mẹ của Nanda, thật hy hữu thay mẹ của Nanda. Rồi tôn giả Sariputta, sau khi với một pháp thoại nói lên cho nữ cư sĩ mẹ của Nanda, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi.